Ngoại hiền à, anh không biết phải nói làm sao với em nữa. Thiệt tình là anh không. Anh thấy mình thiệt tệ hại. Anh thấy mình thiệt là có lỗi. Anh thấy mình có lỗi với em hay với người đàn bà kia? Hiền à, nếu là với em thì anh đừng có bận tâm. Em đã nói rồi, em không coi đó là lỗi của anh đâu. Nhưng mà Hiền à, tại sao em phải chịu đựng thiệt thòi như vậy hả? Anh không đáng để em phải hy sinh như vậy đâu. Làm lại cuộc đời đi Hiền. Anh biết cái vùng này ngoài Toàn ra thì còn có rất nhiều người khác tốt hơn anh rất nhiều, xứng đáng hơn anh rất nhiều. Người ta thương em, người ta sẵn sàng để cưới em về làm vợ. Nhưng em thì không thể. Từ khi vừa lớn lên, má em đã nói cho em biết chồng sau này của em là anh. Từ đó đến nay, trong lòng em, trong tâm trí của em, chỉ có mỗi một mình anh thôi anh Ân à. Em đã coi mình là vợ của anh từ lâu lắm rồi. Cho dù anh đối với em ra sao, hơn nữa bây giờ em đã thuộc về anh. Cả đời này em chỉ biết anh là chồng. Hiền, nếu vậy anh xin em hãy coi như là anh đã chết rồi. Em hãy quên anh đi, hãy làm lại cuộc đời đi em. Anh xin em, anh xin em đó. Em không làm được. Nhưng em không ràng buộc anh đâu. Anh đừng có lo.